Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA tổ chức tọa đàm thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam. Dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025 với tổng kinh phí 6,4 triệu đô la Mỹ do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA. Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương cho biết, bên cạnh những nỗ lực của chính phủ Việt Nam và các tổ chức cá nhân trong nước, chính phủ Việt Nam cũng đã và đang nhận được hỗ trợ từ nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ trong thúc đẩy đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam. Dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ là một phần trong quan hệ hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.